mến chào các bạn, cô Ngọc Anh rất vui được gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo của khóa học tốt ngữ văn lớp 6. Như các bạn đã thấy thì chúng ta đang tìm hiểu về các câu chuyện dân gian trong kho tàng chuyện dân gian của Việt Nam đúng không? Trong những bài học lần trước thì chúng ta đã tìm hiểu một số các câu chuyện truyền thuyết, ví dụ như là con rồng trầu tiên này, bánh chưng bánh dày hay là thành gióng chẳng hạn. Tiếp tục trong bài học ngày hôm nay thì cô sẽ đưa đến với các bạn một nội dung. Tuy nhiên cô sẽ không bật mí với các bạn về nhan đề của bài đâu, mà chúng ta hãy cùng chú ý đến lời giới thiệu sau đây nhé. Chúng ta sẽ có hai câu ca dao này. Núi cao sông hãy còn dài, trăm năm báo oán đời đời đánh ghen. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái sự đánh ghen ở trong câu ca dao này được nhắc đến. Và hai nhân vật mà cùng đánh ghen với nhau, các bạn sẽ thấy được rằng là cái hậu quả của việc đánh ghen này đó chính là vào mùa mưa lũ hàng năm thì ở đất nước ta nước dâng lên rất là nhiều và nhân dân phải chịu đến 2 tháng trời việc mà nước sông thì dâng lên cao này, lũ thì ở trên nguồn chảy về này. Vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý đó chính là cái cuộc chiến đấu trường kỳ và gian truân đấy vẫn được thần thoại hóa ở trong các truyền thuyết. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học đến truyền thuyết đó chính là Sơn Tinh Thủy Tinh, để xem rằng là nhân vật nào đánh ghen và cái hậu quả của việc đánh ghen đó là như thế nào nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với bài học của ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của bài ngày hôm nay, đó chính là chúng ta sẽ cùng đọc và tìm hiểu về nội dung của truyện Sơn Tinh Thủy Tinh nhé. Tuy nhiên, trước khi mà đến với bài học ngày hôm nay thì cô sẽ đưa đến với các bạn một câu hỏi nhỏ. Các bạn cùng chú ý một chút, đó chính là với câu hỏi này thì cô sẽ không yêu cầu các bạn trả lời ngay lập tức đâu. Tuy nhiên, sau khi mà cùng cô phân tích được nội dung của bài ngày hôm nay thì phần cuối của bài học cô sẽ nhắc lại với các bạn câu hỏi này, để sau khi mà tìm hiểu được toàn bộ nội dung của chuyện thì chúng ta sẽ có được một câu trả lời thật xác đáng nhé. Cô sẽ có câu hỏi dành cho các bạn, đó chính là chúng ta có hoạt động, cái hành động của vua Hùng ở trong câu chuyện này, đó chính là vua Hùng thì muốn tìm cho con gái của mình một người chồng thật xứng đáng, và có hai người, đó chính là Sơn Tinh và Thủy Tinh, hai vị thần cùng đến cầu hôn đúng không? Tuy nhiên có ý kiến thì cho rằng vua Hùng thì đã có ý chọn Sơn Tinh nhưng không muốn mất lòng Thủy Tinh, nên đã bày ra một cuộc đua tài về việc là nộp sính lễ. Vậy thì ý kiến của bạn như thế nào? Và các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là sau khi mà nêu ra được ý kiến của mình thì các bạn hãy cùng có những cái lý do để giải thích cho ý kiến đó nhé. Các bạn hãy cùng chú ý, cô nhắc lại câu hỏi này. Có ý kiến cho rằng vua Hùng đã có ý chọn Sơn Tinh nhưng cũng không muốn mất lòng Thủy Tinh nên mới bày ra cuộc đua tài về việc nộp sính lễ. Ý kiến của em như thế nào? Các bạn hãy chú ý, các bạn lấy giấy bút để ghi lại cái câu hỏi này, để lát nữa khi mà học nội dung bài của ngày hôm nay thì có thể là các bạn sẽ nhớ đến câu hỏi này, các bạn sẽ có được đáp án ngay. Và trong khi sau khi mà học xong bài học ngày hôm nay, kết bài khi mà tổng kết và hướng dẫn với các bạn các nội dung về bài tập thì cô sẽ quay trở lại trả lời với các bạn, gợi ý cho các bạn đáp án của câu này nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học. Phần đầu tiên, như thường lệ của bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chung về chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh. Với việc đầu tiên, chúng ta cùng đọc và tóm tắt chuyện nhé. Ở trong chuyện này thì chúng ta sẽ có 7 chi tiết, 7 sự việc chính mà các bạn cần phải chú ý này. Ở trong phần 7 chi tiết này, các bạn lưu ý giúp cô, đó chính là nó không chỉ đưa đến với các bạn một cái bố cục hoặc là chuỗi các sự việc được diễn biến ở trong chuyện này đâu, mà 7 chi tiết này còn liên quan để các bạn có thể học những cái tiết tập làm văn liên quan đến thứ tự kể ở trong văn tự sự nữa. Vậy thì các bạn chú ý, trong khi mà ghi nội dung này thì các bạn hãy lưu lại thật là kỹ càng, ghi lại thật cẩn thận 7 chi tiết chính, 7 sự kiện chính trong chuyện nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ có việc, đó chính là vua Hùng có một người con gái tên là Mị Nương, và vua Hùng muốn kén dệt, muốn tìm cho Mị Nương một người chồng thật xứng đáng. Chúng ta sẽ có chi tiết tiếp theo, đó chính là Sơn Tinh Thủy Tinh đến cầu hôn, và vua Hùng thì không biết chọn bên nào nên đã đưa ra điều kiện để chọn gì. Và sính lễ của vua Hùng là những thứ đều là các sơn hào hải vị khó tìm ở trong nhân gian. Tuy nhiên Sơn Tinh thì đã đưa được đến các sơn hào hải vị, những cái thức lạ như vậy đến trước và rước Mị Nương về núi. Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ nên đã nổi giận, đuổi theo và đòi cướp Mị Nương về.
hai bên giao chiến hơn một tháng trời. Và với cái việc giao chiến như thế này thì chúng ta có được một sự giải thích về nạn lũ lụt ở sông Hồng hàng năm vào mùa mưa. Vậy thì ngay sau đây, sau khi mà đọc tóm tắt chuyện thì chúng ta sẽ cùng chú ý đến một số các chi tiết khác liên quan đến phần chú thích và bố cục trước khi mà chúng ta phân tích chuyện này nhé. Các bạn chú ý phần thứ hai thì các bạn sẽ có những cái nội dung mà chúng ta cần phải lưu ý về chú thích. Ví dụ như sơn tinh thì sẽ là thần núi này, còn thủy tinh thì sẽ là thần nước này. Ví dụ các bạn có từ sơn là núi này, từ thủy có nghĩa là nước thì chúng ta sẽ có thể giải thích được ngay về tên gọi của hai vị thần này, đúng nhỉ? Tiếp theo thì các bạn sẽ có phần 3, đó chính là phần bố cục. Ở trong phần bố cục này thì các bạn lưu ý rõ một chút, đó chính là chúng ta sẽ có nội dung 3 phần cho tác phẩm này. Thứ nhất đó chính là việc vua Hùng kén rể. Thứ hai đó chính là cuộc giao tranh của hai vị thần Sơn Tinh và Thủy Tinh. Và đoạn cuối cùng thì chúng ta sẽ có cái việc đó chính là giải thích hiện tượng lũ lụt, hay chính là cái hiện tượng nước dâng lên ở sông Hồng mỗi mùa mưa hàng năm, đúng chưa? Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai. Sau khi mà tìm hiểu chung về các yếu tố như vậy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết, phân tích chi tiết chuyện này. Với phần đầu tiên đó chính là chi tiết, đó chính là sự việc vua Hùng kén rể nhé. Đầu tiên các bạn cần chú ý một chút, đó chính là đời Hùng Vương thứ 18 thì có một người con gái tên là Mị Nương. Và Mị Nương là một người mà đẹp như hoa, tính nết thì lại dịu dàng. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là khi mà có một con người con gái mà vừa đẹp người vừa đẹp nết như thế này thì vua cha rất là yêu mến, cưng chiều, và đặc biệt đó chính là vua Hùng Vương thì muốn kén cho nàng một người chồng thật là xứng đáng. Các bạn sẽ thấy được rằng là nếu như với một người mà vừa có cái ngoại hình đẹp như hoa, lại có tính nết hiền dịu, đoan trang thì rõ ràng là sẽ xứng đáng có được một người chồng tốt, đúng không? Vì vậy nên là vua cha thì đã rất là cưng chiều, muốn kén cho Mị Nương một người chồng thật xứng đáng. Vì vậy nên là vua Hùng Vương thì đã đưa ra cái thông báo để tìm, để chọn rể đến với mọi người. Và các bạn sẽ có thêm những cái chi tiết, đó chính là Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn và cuộc giao tranh giữa hai thần. Ở trong phần này thì điều đầu tiên các bạn cần chú ý đó chính là sau khi có hành động là muốn kén rể này, muốn tìm cho con gái một người chồng thật xứng đáng, thì chúng ta có hai vị thần, đó chính là vị thần núi và vị thần nước, là hai người mà muốn đến cầu hôn, muốn lấy công chúa Mị Nương về làm vợ. Vậy thì điều đầu tiên các bạn hãy cùng chú ý đó chính là chúng ta có chi tiết một hôm có hai chàng trai cùng đến cầu hôn, và chúng ta sẽ có một người thì xưng là Sơn Tinh ở núi Tản và có rất nhiều tài năng lạ. Tài năng lạ của vị thần này đó chính là chàng vẫy tay về phía đông thì phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây thì phía tây nổi lên rất nhiều núi đồi, đúng không? Các bạn sẽ thấy được rằng là không chỉ là có gương mặt khôi ngô đâu, mà chúng ta sẽ thấy rằng Sơn Tinh của chúng ta ở đây thì có rất nhiều tài năng lạ khiến cho mọi người phải thán phục nữa. Không chịu kém thì chúng ta sẽ có một nhân vật tiếp theo, đó chính là Thủy Tinh. Thì Thủy Tinh là người ở miền biển, tài năng cũng không hề kém so với Sơn Tinh. Gọi gió, gió đến, hô mưa, mưa về. Và cả hai chàng trai này thì đều có tài năng khiến cho vua Hùng phải nể phục, đúng không? Các bạn chú ý một chút, đó chính là các tác giả dân gian thì đã đưa đến cho chúng ta ở đây các chi tiết tưởng tượng kỳ ảo rất là hấp dẫn. Với một người bình thường thì không thể có được những cái tài năng như vậy. Tuy nhiên qua cách kể, qua cách tưởng tượng, qua những cái cách mà tạo nên các chi tiết hấp dẫn thì tác giả dân gian đã đưa đến với chúng ta, đã giúp cho chúng ta biết được rằng là hai vị thần này đều là những cái vị thần rất là xứng đáng để có thể làm rể vua Hùng, để có thể cưới được Mị Nương, đúng không? Và bản thân chúng ta sẽ có một cái sự lung lay, có một cái sự phân vân rằng là với cả hai vị thần đều khổng lồ, đều uy nghi, đều có tài năng siêu phàm như thế này thì biết chọn ai đây? Và đó chính là tâm lý của vua Hùng. Vua Hùng biết được rằng là cả hai vị thần này đều tài giỏi, đều có chung một ước nguyện được cưới Mị Nương về làm vợ. Vậy thì biết chọn ai đây? Và sau khi mà có cái sự phân vân như vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là vua Hùng sẽ băn khoăn, khó xử
Và cuối cùng, sau khi mà bàn với các cận thần thì vô hùng đã đặt ra một cái điều kiện để hai chàng trai này có thể là cưới Mị Nương về làm vợ. Và vô hùng đã yêu cầu sính lễ ở hai chàng trai. Chúng ta sẽ có này, vua yêu cầu sính lễ sẽ là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi. Và đồng thời thì sẽ yêu cầu thêm 100 ván cơm nếp, 200 nệp bánh chưng. Và yêu cầu thêm nữa của vua hùng đó chính là với tất cả những cái đồ sính lễ đó, ai đến trước thì được rước công chúa về. Đúng nhở? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý, đó chính là những cái đồ sính lễ này của vua hùng thì đều rất kỳ lạ và khó kiếm. Tuy nhiên các bạn sẽ có thấy thêm một cái điều nữa, đó chính là tất cả những cái con vật, tất cả những cái thức ăn ngon của ngon vật lạ như thế này mà vua hùng đưa ra thì đều là những cái đồ mà có thể dễ dàng lấy được ở trên cạn. Vì vậy các bạn sẽ thấy được rằng là con voi này, con gà này, con ngựa, hay là việc làm nên cơm nếp, việc làm nên bánh chưng thì đều là những cái thứ kỳ lạ, mặc dù là khó kiếm, tuy nhiên thì lại tất cả đều là ở trên cạn. Và chúng ta sẽ thấy được rằng là qua đó chúng ta biết được rằng hình như vua hùng đã ngấm ngầm đứng về phía Sơn Tinh. Nếu như trước đó chúng ta đang có một sự băn khoăn rằng hai vị thần này đều tài giỏi, hai vị thần này đều xứng đáng làm chồng của Mị Nương, thì chúng ta biết được rằng là dường như vua hùng ở đây đã tự chọn ở trong lòng mình một chàng gì rồi. Tuy nhiên bởi vì là không muốn công khai điều đó nên là vua hùng thì đã đưa ra những cái đồ sính lễ có phần là ưu ái hơn, có phần là dễ dàng hơn cho Sơn Tinh, bởi vì những cái đồ này thì đều được thấy, đều có thể lấy được ở trên cạn dễ hơn, đúng không nhỉ? Đấy, các bạn hãy chú ý, đó chính là qua cái chi tiết này, qua cái việc là đề ra, đặt ra những cái sính lễ như thế này thì cho chúng ta thấy được cái sự thâm thúy, sự khôn khéo, và đồng thời cũng thấy được cái sự anh minh của vua hùng, đúng không nhỉ? Các bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta, đặc biệt là vua Hùng Vương, là những người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ, chúng ta có nguồn gốc con rồng trò tiên cơ mà. Vì vậy nên là cái sự thông minh, sự khôn khéo hoặc là sự anh minh của vua Hùng Vương cũng là một cách để nhân dân chúng ta thể hiện cái sự tự hào về tổ tiên của mình, đúng nhỉ? Các bạn sẽ thấy này, một người cha rất là anh minh, khôn khéo và thâm thúy, một người con gái thì vừa hiền thục, nết na, lại có ngoại hình xinh đẹp, thì các bạn sẽ thấy được rằng là đó là một cái gia đình mà đáng ngưỡng mộ, đúng nhở? Vậy thì các bạn hãy chú ý thêm một chút, đó chính là vì vua hùng đã ngấm ngầm đứng về phía Sơn Tinh như vậy nên là chúng ta biết được cái thái độ trong một cái chi tiết nhỏ trong cái tín ngưỡng của nhân dân chúng ta, đó chính là thờ thần núi, coi thần núi là phúc thần. Các bạn sẽ có một cái chi tiết mà liên quan với văn bản con rồng cháu tiên nhé. Đó chính là chúng ta có 50 con lên núi và 50 con thì xuống biển. Tuy nhiên vị anh cả thì lên núi theo mẹ và lập nên đất nước, dựng nước, đúng nhở? Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là người Việt chúng ta thì luôn luôn tôn thờ thần núi, coi thần núi là phúc thần. Thì ở đây, việc vua hùng mà đã ngấm ngầm đứng về phía Sơn Tinh thì không chỉ là việc mà vị vua này có được cái chính kiến cho bản thân đâu, mà dường như còn rất hiểu về tín ngưỡng, dường như còn rất hiểu về những cái yếu tố tâm linh của người dân Việt Nam chúng ta nữa. Tiếp theo thì các bạn hãy cùng chú ý này, đó chính là bởi vì có cái sự ưu ái dành cho mình, bởi vì Sơn Tinh có thể dễ dàng tìm được những cái sự, những cái thức quý giá đó ở trên cạn, nên Sơn Tinh đã sáng sớm hôm sau mang từng ấy thứ sính lễ đến và được rước Mị Nương về núi, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ có thêm một cái chi tiết nữa, đó chính là cả hai vị thần đều tài giỏi mà chỉ có một người con gái là Mị Nương thôi, mà Mị Nương thì đã đồng ý theo Sơn Tinh về núi rồi. Thủy Tinh đến sau không lấy được vợ đã đùng đùng nổi giận và dâng nước lên đuổi theo hòng cướp Mị Nương về. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là giữa hai chàng trai này sẽ có một cái sự giao tranh quyết liệt. Và các bạn sẽ thấy được rằng là ở đây chúng ta có Thủy Tinh dường như là một cái sự đại diện cho cái ác, một cái hiện tượng, đó chính là thiên tai và lũ lụt. Khi mà Thủy Tinh là thần nước này,
không lấy được vợ nên là đã dâng nước lên để đòi cướp mị nương về, đúng nhá. Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là để chống lại thiên tai và lũ lụt như vậy thì chúng ta có thần núi. Ở đây chúng ta có Sơn Tinh là đại diện cho chính nghĩa, đại diện cho sức mạnh của nhân dân để chống lại những cái thiên tai lụt lội. Và các bạn sẽ thấy được rằng là trong cái cuộc giao tranh của hai vị thần này thì thủy tinh hô mưa, gọi gió và dâng nước sông lên, nhấn chìm hết tất cả nhà cửa, cây cối, con vật. Tuy nhiên các bạn hãy cùng chú ý đó chính là tài năng của Sơn Tinh thì đã được thể hiện rất rõ ràng ở trong trường hợp này. Nước dâng lên đến đâu thì thủy tinh hô núi, hô các dãy núi đổi ra chặn đứng dòng nước đến đó, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái chi tiết mà nước sông dâng lên đến đâu đã nhấn chìm nhà cửa, cây cối, con vật thì đúng là một cái sự miêu tả rất là chính xác về tính chất ác liệt của những cái cuộc chiến đấu chống thiên tai của con người Việt Nam chúng ta. Các bạn sẽ thấy được rằng là vào mỗi mùa mưa, mỗi cái mùa lụt lội thì người dân chúng ta vì là phải chống lại cái sự ngập nước như vậy nên thường thường có cái sự di tản tất cả con người này hoặc là các con vật của mình lên trên núi. Vì vậy nên các bạn sẽ thấy được rằng là cái chi tiết mà Sơn Tinh đưa núi đồi ra chặn đứng dòng nước là một cái chi tiết rất là hợp, rất là phù hợp với cái đời sống thực tế của chúng ta, đúng nhỉ? Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý đó chính là chúng ta có chi tiết hai bên giao tranh đến hơn cả tháng trời. Và hơn cả tháng trời đó thì chắc hẳn rằng tất cả mọi người đã rất là mệt mỏi rồi. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng phân tích đến kết quả của cuộc giao tranh này, xem rằng là ai thắng ai thua nhé. Đặc biệt các bạn chú ý một chút đó chính là vua Hùng Vương thì đã chọn Sơn Tinh làm con rể của mình và đã có một cái sự thâm thúy, anh minh và khôn khéo trong việc lựa chọn rể. Vậy thì chúng ta hãy cùng chú ý đó chính là hai người Sơn Tinh và Thủy Tinh có một cái cuộc giao tranh, liệu rằng Sơn Tinh có chiến thắng hay không, liệu rằng cái sự chọn rể của vua Hùng có phải là thật chính xác hay không, thì chúng ta sẽ cùng phân tích đến cái kết quả của cuộc giao tranh nhé. Đó chính là Sơn Tinh thì đã thắng và sau hơn một tháng dâng nước lên lụt lội hết tất cả nhà cửa ruộng đồng thì Thủy Tinh đã phải rút nước về. Tuy nhiên các bạn thấy này, bởi vì mối ghen, mối hận ở trong lòng nên năm nào cũng vậy, cứ thời điểm ấy là Thủy Tinh lại dâng nước lên để làm ngập lụt, để có thể là đòi cướp mị nương về, nhưng năm nào cũng bị thua. Vậy các bạn hãy cùng chú ý đó chính là Sơn Tinh thì đã thắng Thủy Tinh trong cuộc giao tranh này, và đặc biệt đó chính là kết quả năm nào cũng thắng. Vậy thì các bạn hãy cùng chú ý đó chính là cái việc mà đưa đến cho chúng ta thông tin rằng Sơn Tinh năm nào cũng thắng Thủy Tinh thì các bạn đã biết được rằng là thế thì cái sự lựa chọn của Hùng Vương ngay từ đầu, một cái sự ưu ái dành cho Sơn Tinh dường như rất là đúng đắn, đúng không? Vua Hùng Vương thì đã không chỉ chọn được cho con gái của mình một chàng rể thật xứng đáng đâu, mà đã chọn được cho mình một người con rể có đủ tài và có đủ đức. Chúng ta sẽ thấy được rằng là trong quan niệm của người Việt chúng ta thì chúng ta luôn luôn thờ thần núi. Vì vậy nên các bạn chú ý đó chính là với quan niệm của người Việt, núi là những cái nơi mà có thể che chở cho con người, cho cây cối. Vì vậy nên là đây sẽ là một cái chi tiết vừa thể hiện được cái quan điểm, một cái tín ngưỡng, một cái lòng tin của người dân Việt Nam, đồng thời thì cũng đưa đến cho chúng ta được một cái sự giải thích về các hiện tượng tự nhiên, đúng nhỉ? Đó chính là mặc dù nước sông dâng cao lên đến đâu, thiên tai lũ lụt có hoành hành như thế nào thì cũng chỉ nhấn chìm được những cái nhà cửa, cây cối ở miền đồng bằng thôi, còn ở miền núi thì sẽ không bao giờ phải chịu cái cảnh đó cả. Ê, chúng ta sẽ thấy này, sau tất cả những cái chi tiết liên quan đến cuộc giao tranh của Sơn Tinh Thủy Tinh để mong cưới được mị nương làm vợ, và đồng thời sau khi phân tích xong cái kết quả của cuộc giao tranh này thì ngay sau đây cô sẽ đưa đến với các bạn cái việc trả lời câu hỏi của đầu bài nhé. Ở phần đầu bài thì cô đã hỏi các bạn rằng là có ý kiến cho rằng vua Hùng thì đã có ý chọn Sơn Tinh, tuy nhiên thì lại không muốn mất lòng Thủy Tinh nên mới bày ra cuộc đua tài về sính lễ, và ý kiến của em như thế nào. Vậy thì cô sẽ đưa đến cho các bạn một cái sự gợi ý ở trong câu hỏi này nhé. Đó chính là đồ sính lễ mà vua Hùng đưa ra đó chính là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao,
mỗi thứ một đôi. Đồng thời thì còn yêu cầu thêm đó chính là 100 vằn cơm nếp, 200 nệm bánh chưng. Và những cái đồ sính lễ của vua Hùng dù là kỳ lạ và khó kiếm nhưng đều là những con vật, những cái đồ ở trên cạn. Và rõ ràng rằng là khi mà đưa ra những cái đồ sính lễ như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng là vua Hùng đã ngấm ngầm đứng về phía Sơn Tinh. Và đồng thời thì vua cũng đã có thể thể hiện được cái sự anh minh của mình, cái sự tài đức của mình khi mà đưa ra những cái đồ sính lễ như vậy. Dù không mất lòng Thủy Đinh, tuy nhiên thì vẫn có thể chọn được cho con gái mình một người chồng xứng đáng, có thể chọn được cho mình một chàng rể thật là tài đức, đúng không? Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng là nếu như câu hỏi hỏi chúng ta rằng có phải là vua Hùng đã ngấm ngầm đứng về phía Sơn Tinh hay không, thì chúng ta có thể trả lời là đúng như vậy. Vua Hùng ngấm ngầm đứng về phía Sơn Tinh. Và qua cái chi tiết này thì chúng ta cũng đã biết được rằng vua Hùng là một người rất là anh minh, đúng không? Sau khi mà trả lời xong câu hỏi này thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối của bài học, đó chính là chúng ta sẽ tổng kết lại những cái đặc sắc cả về nội dung lẫn nghệ thuật của bài nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ có này, nghệ thuật của bài đó chính là đưa đến cho chúng ta những cái chi tiết tưởng tượng kỳ ảo. Tuy nhiên những cái chi tiết này sẽ được dẫn dắt, được đưa đến với chúng ta, được sắp xếp theo một cái điều, đó chính là một cái ý đồ của tác giả dân gian. Và ý đồ đó chính là tác giả dân gian muốn xây dựng lên với chúng ta hình tượng nghệ thuật kỳ ảo mang tính tượng trưng và khái quát cao. Sơn Tinh thì tượng trưng cho núi này, tượng trưng cho nhân dân, tượng trưng cho sức mạnh của nhân dân chống lại thiên tai lũ lụt. Còn Thủy Đinh thì sẽ là tượng trưng cho cái ác, tượng trưng cho thiên tai lũ lụt hàng năm vẫn hoành hành quấy phá, khiến cho cuộc sống của nhân dân không được yên ổn, đúng không? Tiếp theo thì các bạn chú ý đó chính là ở trong nội dung của tác phẩm này, của câu chuyện này thì chúng ta có được cái nội dung đó chính là: thứ nhất, bên cạnh câu chuyện về cuộc giao tranh của hai vị thần là Sơn Tinh và Thủy Tinh thì chúng ta thấy được tác giả dân gian đang đưa đến với chúng ta một cái sự giải thích về hiện tượng mưa gió, bão lũ hàng năm ở đất nước ta. Và đồng thời các bạn sẽ thấy được rằng là với cái sự mưa gió, bão lũ như vậy, với việc là năm nào cũng xảy ra những cái thiên tai lụt lội như vậy, thì chúng ta sẽ biết được rằng là nhân dân của chúng ta khi phải chịu những thiên tai như vậy, họ sẽ luôn luôn có những mơ ước rằng giá mà chúng ta có thể chiến thắng được thiên tai. Vậy thì người ta đã đưa đến cho chúng ta, tác giả dân gian đã đưa đến với chúng ta một người vừa có tài vừa có đức, đó chính là có thể chống lại tất cả những cái thiên tai đó. Vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là nhân vật Sơn Tinh phản ánh cho cái ước mơ của nhân dân ta luôn luôn muốn chiến thắng được thiên tai, bão lụt. Và đồng thời các bạn sẽ thấy được rằng là qua tác phẩm này, qua việc là thiên tai, bão lũ thì năm nào cũng xảy ra, nhân dân còn ca ngợi cái công lao trị thủy dựng nước của cha ông, đặc biệt là các đời vua Hùng nữa. Được chưa nhỉ? Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn thì các bạn có thể tổng kết được nội dung và nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm này. Hy vọng rằng sau bài học này thì các bạn sẽ có thêm nhiều hiểu biết, thêm nhiều những cái câu chuyện để đưa vào bộ sưu tập các truyện truyền thuyết của các bạn nhé. Đồng thời thì cô hy vọng rằng là sau khi mà học đến bài này rồi thì các bạn sẽ dần quen được với cách mà chúng ta có thể phân tích, chúng ta có thể tìm hiểu, tìm ra những cái hay, cái đẹp ở trong các tác phẩm. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi học lần sau nhé.